3 năm giá bán sơ cấp tại căn hộ quận 2, quận 9 Thủ Đức tăng hơn 40%. Tây Ninh cho phép chuyển nhượng một dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng. Không có làn sóng người nước ngoài mua nhà ồ ạt tại Việt Nam. Trên thế giới, làn sóng bán tháo bất động sản tại Hồng Kông, Trung Quốc. Người Hồng Kông đổ xô mua nhà ở Anh sau luật an ninh mới. Doanh số bán nhà tháng 7 của Canada cao nhất từ trước đến nay. Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với tạp chí Địa ốc trên kênh truyền hình FPNC. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, quận Thủ Đức tiếp tục ra soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của quận, nhất là lộ trình chuyển hơn 350 hectare đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80 hectare đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đây là đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, tại Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra mới đây. Cùng với đề nghị trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch cây xanh sang đất ở, đất thương mại dịch vụ, đồng thời tăng cường mảng xanh tại các công viên, các tuyến đường để quận có thể trở thành một hình mẫu về phát triển mảng xanh ở cửa ngõ phía đông. Theo thống kê, hiện quận Thủ Đức có 43 công viên và mảng xanh với tổng diện tích hơn 253.900 m². Yêu cầu trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận gồm có quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Tuy nhiên, không đợi đến khi có thông tin này, giá bán sơ cấp của căn hộ tại 3 quận khu đông này đã tăng hơn 40% chỉ sau 3 năm. Theo số liệu của bất động sản.com.vn, nếu như thời điểm quý 1 năm 2017, giá bán trung bình căn hộ tại khu đông khoảng 29 triệu đồng một mét vuông, thì 2 năm sau, tức là quý 1 năm 2019, giá bán sơ cấp đã tăng lên mức 37 triệu đồng một mét vuông, thậm chí đến quý 1 năm nay, giá bán đã tăng lên mức 41 triệu đồng một mét vuông. Chuyên gia cho rằng, không đợi đến khi có thông tin quy hoạch bao quận phía đông thành phố, mà trước đó bất động sản đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bứt tốc về hạ tầng. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản số 1847 chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở xã hội Tây Ninh hơn 1.700 tỷ đồng từ công ty địa ốc Hoàng Quân sang công ty cổ phần đầu tư Thành phố Vàng. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao công ty địa ốc Hoàng Quân và công ty cổ phần đầu tư Thành phố Vàng liên hệ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản theo quy định. Sau khi được chuyển nhượng, dự án nhà ở xã hội HVC Tây Ninh được đổi tên thành dự án Golden City. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được hoàn thành và bàn giao 4 block A1, A2, B1, B2 vào quý 3 năm 2022 và 3 block C1, C2, C3 còn lại vào quý 4 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mới đây đã bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long để triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 17,3 km đi qua địa phận tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Điểm bắt đầu của dự án kết nối với đường nối ra quốc lộ 80, của nút giao lộ tẻ thuộc gói thầu đường dẫn cầu Vàm Cống thuộc địa phận xã Vinh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ và điểm kết thúc tại km 65+000, quốc lộ 91 thuộc địa phận phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Úc, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vào cuối tháng 9 tới sẽ khởi công đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có chiều dài khoảng 99 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5 km, đi qua huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh. Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh đã cơ bản hoàn thành. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Còn tại huyện Xuân Lộc, Ủy ban Nhân dân huyện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 531 trên 723 trường hợp và đang tiếp tục thực hiện chi trả tiếp tiền bồi thường, hỗ trợ những trường hợp còn lại.
Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cầu Chương Dương. Bởi vì qua quá trình khai thác, nhiều bộ phận kết cấu cầu đã bị hư hỏng xuống cấp. Theo Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các hư hỏng trên chưa gây ra vấn đề nghiêm trọng về tính ổn định và khả năng chịu lực của cầu. Nhưng nếu không có giải pháp cải tạo, sửa chữa, gia cường kịp thời, thì trong tương lai gần sẽ đẩy công trình vào giai đoạn xuống cấp nhanh hơn. Nếu được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận, dự án sửa chữa cầu Chương Dương sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn 2020-2021. Theo Cục Hàng không Việt Nam, kể từ khi khởi công ngày 1 tháng 7, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay quốc tế Nội Bài, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong vòng 18 tháng, đưa vào khai thác phục vụ Tết Nguyên Đán. Xin mời quý vị cùng theo dõi ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, giá thuê nhà tại 20 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua giảm 2,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp được ghi nhận bởi công ty cung cấp dữ liệu bất động sản Hillhouse Hunter. Đại diện Hillhouse Hunter cho biết, đối tượng bị thiệt hại nặng nhất là các công ty cho thuê dài hạn và các nhà đầu tư bất động sản thông qua đòn bẩy tài chính vì họ phải trả một phần thế chấp bằng tiền cho thuê lại. Trong tháng 7 vừa rồi, doanh số bán lẻ Trung Quốc ghi nhận mức giảm thứ 7 liên tiếp. Tỷ lệ nợ xấu ở quốc gia này tính đến tháng 6 ở mức trung bình 2,1%. Hiện cơ quan quản lý chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nguy cơ từ các khoản nợ thế chấp. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã và đang đứng trước nhiều hiểm họa. Theo thống kê, có khoảng 3% các khoản vay thế chấp đã được chứng khoán hóa bởi các ngân hàng trung ương. Hiện số lượng khoản vay bị chậm thanh toán có dấu hiệu tăng. Giám đốc nghiên cứu tại Rikakov Properties Direction cho biết, nhiều người mua Trung Quốc đang phải bán bất động sản tại đặc khu hành chính Hồng Kông với giá thấp và chấp nhận lỗ. Bởi ở giai đoạn này, người mua cần nắm tiền mặt trong tay thay vì giữ tài sản. Theo thống kê của hãng môi giới bất động sản, ít nhất có 10 bất động sản đã được bán với giá rất thấp so với giá thị trường trong một tháng qua, hoặc bất động sản khiến chủ sở hữu lỗ lớn lên tới 8,2 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 1,06 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng làn sóng bán tháo có thể còn tiếp diễn khi đại dịch kéo dài tại Hồng Kông và đà phục hồi kinh tế ở Trung Quốc chậm lại. Savo dự báo đại dịch tái bùng phát và tình hình chính trị có thể buộc nhiều người mua giàu có cân nhắc lại việc phân bổ tiền vào bất động sản nước ngoài. Doanh số bất động sản cao cấp nửa cuối năm có thể quay lại về mức đáy trước đây. Theo Reuters, ngày càng có nhiều người Hồng Kông Trung Quốc đổ xô đi mua nhà ở Anh sau khi Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia mới tại đặc khu kinh tế này. Các công ty bất động sản ở Anh cho biết, trong 2 tháng qua, số lượng căn hộ bán cho khách hàng Hồng Kông tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng mua chủ yếu để ở. Trong khi đó, công ty Centerlink của Hồng Kông thông báo chỉ riêng trong tháng 7 đã bán được khoảng 60 căn hộ ở Anh. Danh sách khách hàng đăng ký chờ mua hiện còn rất dài. Người Hồng Kông đổ xô đi mua nhà ở Anh, một phần đến từ việc chính phủ Anh tuyên bố sẽ cho phép 3 triệu người có hộ chiếu diện công dân Anh ở nước ngoài tại Hồng Kông có cơ hội nhập tịch Anh. Giá bằng Anh giảm đáng kể từ năm 2014 và mức thuế ưu đãi 0% đối với người mua bất động sản lần đầu có mức giá dưới 500.000 bảng Anh, tương đương 654.400 đô la Mỹ, cũng là lý do khiến người Hồng Kông đến Anh mua nhà. Công ty phát triển nhà đất Battersea Power Station cho biết, nhu cầu từ người mua Hồng Kông đã tăng 150% kể từ tháng 4. Theo Hiệp hội Bất động sản Canada, CREA, doanh số bán nhà của Canada trong tháng 7 năm 2020 tăng 26% so với tháng trước đó, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số bán nhà tại Canada tăng mạnh sau mức giảm kỷ lục. Nhiều chủ nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm giá, miễn phí tiền phòng, tiền thuê nhà. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ san sẻ một phần khó khăn cho người lãnh hợp pháp vào Việt Nam được mua và sở hữu một căn nhà trong dự án nhà ở thương mại. Nhiều ý kiến lo ngại sẽ có làn sóng mua nhà của người nước ngoài mạnh mẽ tại Việt Nam, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân trong nước. Trao đổi với FBNC, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horia khẳng định không có làn sóng người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại Việt Nam.
Thưa ông, theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì có hay không việc người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại Việt Nam ạ? Điều đó không có xảy ra. Theo số liệu thống kê của 17 tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản lớn trong phạm vi cả nước, trong 5 năm qua đã có hơn 12.000 người nước ngoài đã mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Mà riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chiếm tỷ lệ tới 81% số lượng đó. Tức là số người nước ngoài mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10.000 căn. Cái số liệu thống kê này á, thì chúng tôi có cái phỏng đoán là nó chiếm khoảng 70-80% cái số lượng mà người nước ngoài đã mua nhà trên toàn bộ thị trường bất động sản. Nếu chúng ta tính cái tỷ lệ mà số liệu của Hiệp hội chiếm 80% thị trường thì tổng số nhà mà người nước ngoài mua thì khoảng 14.800 căn. Nhưng nếu số liệu của Hiệp hội mà chiếm 70% thì tổng số nhà mà người nước ngoài đã mua khoảng 16.000 căn. Cho nên chúng tôi trong báo cáo thì có dùng cái số tối đa là có thể là lên tới khoảng 16.000 căn mà người nước ngoài đã mua trong 5 năm vừa qua. Và nếu chúng ta so sánh với cái số lượng nhà ở mà đã đưa ra thị trường trong 5 năm qua thì rõ ràng cái số liệu mà người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chỉ chiếm dưới 2%. Như vậy chúng tôi có một cái nhận định là không có làn sóng người nước ngoài đổ xô ồ ạt mua nhà tại Việt Nam. Và cái diễn tiến tình hình người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam cho thấy được diễn ra một cách bình thường. Với tỷ lệ khá thấp dưới 2% như ông vừa phân tích, vậy theo ông có nên nới giới hạn trần việc người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam hay không ạ? Chúng tôi thấy cái quy định giới hạn trần 30% trong một tòa nhà chung cư hoặc một cụm nhà chung cư, nhà ở mà người nước ngoài được mua và sở hữu là hợp lý. Tại vì sao? Qua khảo sát thì thấy có hai dự án là người nước ngoài mua đến trần 30%, còn lại là đều mua ở mức độ khoảng 10% trở lại. Cho nên chúng tôi thấy rằng chưa cần thiết phải điều chỉnh cái giới hạn trần. Nhưng có một cái giới hạn trần thứ hai mà chúng tôi đề nghị phải xem xét sửa đổi. Đó là cái giới hạn trần đối với nhà đơn lẻ trong dự án nhà thương mại. Theo quy định thì người nước ngoài chỉ được mua không quá 10% nếu đối với một cái dự án là khoảng dưới 2.500 căn. Và số lượng